Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh ca cảnh của mình. Thì ngoài cá bảy màu giá thì mình có nuôi một bầy Dumbo, Dumbo Lavender, Dumbo dứa, nuôi lộn xộn, nuôi để sinh chế các bạn. Thì sau thẩm này chắc cũng được, nuôi nó cũng được 6 tháng này. Thì sau 6 tháng mình thấy nó đẹp quá. Thì bây giờ mấy cái hồ này nè, mình đi kiếm lại mấy cái hồ này để mình phơm nó ra, coi nó như thế nào ha. Mình chủ yếu là nuôi cá bảy màu thôi chứ beta này mình không rành lắm. Mình chỉ nuôi một vài chỉ sinh chơi thôi. Thì mình kiếm được có vài cái hồ à, này một cái hai cái. Cái này với cái này nữa. Chỉ phơm được 4 con à. Bầy này nó hình như được mấy chục con à. Mình nuôi nó nuôi từ nhỏ tới lớn luôn. Và bây giờ á mình sẽ bắt quay cho các bạn xem nha. Coi nó như thế nào. Cái dàn đèn này dưới đây nó bị đứt rồi các bạn. Theo mùa dịch này á, thì chỉ C16 không được ra đường nên cũng chưa có thay được nữa. Cái đèn này thì mình xài được 6 tháng à. Cảm nhận nó lần sau mình sẽ kiếm một cái đèn khác thay cho cái này. Chứ cái cọng dây này thì nó không bền các bạn. Mình xài 6 tháng nhưng mà mình đốt cũng không có nhiêu á. Rồi và bây giờ mình sẽ quay trở lại, mình sẽ bắt bầy beta quay cho các bạn xem, rồi bỏ vô hồ phơm nó như thế nào nha. Ok, đây các bạn, cái này là cái bầy beta của mình nuôi thủy sinh nữa các bạn. Trong đây nó tầm nó còn tầm 20 con à. Mình có cho mấy đứa nhỏ gần nhà chơi một vài con. Rồi nó nuôi 6 tháng này nó cũng có thất kháo. Mà mình nuôi thủy sinh chứ thôi nè. Bây giờ á, tại vì cái đèn cái này, cái đèn của cái dàn đèn bên đây nó bị đứt rồi. Nên các bạn thông cảm nha. Rồi và bây giờ mình sẽ chọn một vài con đẹp để quay show lên cho các bạn xem. Và bây giờ mình sẽ bắt một số con lên cái hộ có còn cái đèn này nè, để quay cho bạn xem nha. Ủa, cái con này nó đã chết nè. Rồi mình đã bắt hết bầy đó vô cái hồ mà có đèn rồi nè các bạn. Nhìn rất là đẹp nè. Có mấy con rồi. Nó bị gì thế? Đây có con này rất là to luôn. Mình thọt tay xuống rồi nó dĩa cái tay mình được không ạ? Mà mình mới bắt vô hồ mới còn nhát. Kìa, trong đây vẫn còn rất là nhiều. Có tầm 20 con đó mà. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị phơm nó lên hồ. Mà không biết hồ đâu mình phơm cho đủ. Mình chỉ định nuôi chơi thôi mà, nhưng mà không ngờ thì vài tháng nó đẹp quá. Lúc trước mình cũng thường quay cho các bạn xem về cái bầy này rồi. Mình sẽ bỏ lên hộp kín và phơm coi nó như thế nào. Ôi nhìn rất là đã các bạn ơi. Mình không biết lựa mấy con này nữa. Mình không biết con nào trống, con nào không mái nữa. Rồi mình sẽ lựa vài con. Rồi đầu tiên mình sẽ bỏ vô hồ này đi. Hồ cái này. Bỏ vô hồ này đi. Và khi bỏ vô đây thì nó rất là đẹp các bạn. Cái tay bơi này, những con này nó dài quá rồi. Cái tay bơi nó rất là bự. Thì các bạn nào mà có kinh nghiệm về nuôi mấy con beta này á thì chia sẻ cho mình nha. Cái này mình cũng không biết nữa. Hồi trưa mình cho nó ăn no quá, cái bụng của nó hình dần luôn rồi. Mình cũng định nuôi mấy con này nuôi chơi thôi chứ không có để làm gì hết. Lúc trước mình mua lúc một bầy á, nó có chút xíu à.
Lùm nuôi nay chắc là 6 tháng rồi, 5-6 tháng rồi đó. Nhìn cũng rất là đẹp quá. Đây, và con này là màu, con này gọi là Dumbo Lavender, con kia này là Dumbo dứa. Nhìn đúng. Màu này có thể, có lẽ là nó sẽ nhìn nó bắt mắt hơn con kia. Còn con kia này nè, bỏ chung cái tay bơi nó thắng chắc này, vì rất này. Nhìn rất là đẹp, rất là đẹp. Mà nhìn như vậy không có bằng những con nuôi bầy các bạn. Các bạn có thắc mắc á, là tại sao mà con bầy Dumbo mình nuôi chung mà nó không có cắn nhau á? Thì tại vì nó chung bầy thì nó sẽ không đá, khi nào ăn tách ra như vậy nè, để một hai hôm á thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ đá ra nha. Đây, cái hồ này á, nó có cái đường giữa nè, để mình bỏ một cái tấm giấy thì vô á, mình cho hai con nó không thấy nhau. Rồi thì clip của mình á, quay chia sẻ các bạn thì sắp tới đây thôi. Mong các bạn xem video ủng hộ mình nha. Mình sẽ làm những video mà thú vị hơn. Cái nước này á, màu vàng là tại vì do mình bỏ lá bàn các bạn. Nước nuôi mấy ngày mình nuôi nước lá bàn. Hơi lợt lợt thôi chứ không cần đậm lắm. Mấy con này nó rất là khỏe. Ok. Mùa dịch này ở nhà nuôi cá thì rất là vui. Ôi nó trốn luôn kìa. Nhìn nó rất là thú vị. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi mình nha. Chúc các bạn một mùa dịch có thật nhiều sức khỏe. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Thì mình cũng không biết, chỉ biết nuôi gì thôi chứ mình không có không, cũng đó giờ cũng ép cái này có một hai lần mà hồi nhỏ rồi. Bây giờ thì chưa có thử lần nào hết. Để hôm nào mình thử, mình ép nó thử coi có ra không. Con này thì nó tay bơi nó bự quá. Con này cũng vậy. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.